Đạt Long Vinh, từ công nhân xưởng may đến hiện tượng pháo hồng, bị tố ruồng bỏ vợ con khi nổi tiếng, bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 2017. Tới đến nay, Trương Quốc Đạt, nghệ danh Đạt Long Vinh, đã có hơn 30 ca khúc nhưng chưa gây được ấn tượng với khán giả trẻ. Đến khi phát hành ca khúc Pháo Hồng với phần giai điệu bắt tai gây sốt cộng đồng TikTok, thì lúc ấy cái tên Đạt Long Vinh mới được nhiều người biết đến. Được biết Pháo Hồng do chính anh sáng tác, hiện hút 23 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 1 triệu người sử dụng nhạc nền trên TikTok. Ca khúc Pháo Hồng của Đạt Long Vinh được đề cử hạng mục ca khúc được yêu thích nhất tại Mai Vàng năm 2022, thừa thắng xông lên. Ca sĩ quê Vĩnh Long chăm chỉ sáng tác nhiều ca khúc mới. Gần nhất MV Hoa Cưới của anh đạt gần 4 triệu lượt xem sau 1 tháng ra mắt. Đạt Long Vinh chia sẻ Pháo Hồng được sáng tác hồi năm 2021 nhưng vì dịch Covid-19 nên chưa có điều kiện phát hành. Bài hát được lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính anh. Tôi viết bài hát này trong một đêm thật nhiều cảm xúc. Đó là câu chuyện chàng trai mới lớn bước vào đời với bao vấp ngã trong tình yêu lẫn công việc. Mỗi bài hát đều một câu chuyện riêng và hơn hết là được trải lòng bằng âm nhạc, Đạt chia sẻ trước khi tham gia nghệ thuật. Đạt từng trải qua nhiều công việc khác nhau như thợ cắt tóc, công nhân xưởng may. Sự khắc nghiệt của cuộc sống đôi khi khiến anh quên đi ước mơ của chính mình. May mắn ở mỗi thời điểm, Đạt đều có những người bạn cùng chí hướng luôn yêu thương, đồng hành và tạo động lực để anh có thể tiếp tục chinh phục con đường nghệ thuật. Trong quá trình tham gia nghệ thuật, có lúc tinh thần mình suy sụp khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Cha mẹ khuyên mình nên chọn một công việc ổn định chứ không nên mãi chạy theo đam mê mà không có gì chắc chắn trong tay. Nhưng rất may mắn vì thời điểm đó tôi đã không từ bỏ và gan lì theo đuổi đến cùng, Đạt chia sẻ. Anh nói thêm, tôi may mắn được khán giả biết đến mình một cách nhanh chóng qua bài hit Pháo Hồng. Âm nhạc của mình được mọi người đón nhận, thành quả đó tạo ra nhiều cơ hội trong nghề để tôi cố gắng hơn. Nhưng tôi cũng sợ khán giả chưa hiểu hết tâm huyết của mình sau hit Pháo Hồng, đại khái mình sẽ làm gì, âm nhạc của mình sẽ theo style hoặc chiều hướng như thế nào. Vì đơn giản tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân mình ở một hình ảnh chỉnh chu nhất để không bị đóng khung chỉ là một hiện tượng. Về ý kiến cho rằng âm nhạc của bản thân khá chợ, anh cho biết, tôi không buồn vì với tôi, không có âm nhạc nào là chợ cả. Mỗi phong cách âm nhạc sẽ hình thành nên khối lượng khán giả khác nhau. Tôi chỉ muốn truyền tải câu chuyện của mình bằng âm nhạc và tôi tin là mình có đủ sức, đủ nghị lực để cố gắng chinh phục những phong cách âm nhạc mới mẻ trong thời gian sắp tới bằng cách riêng của mình. Bức xúc vì bị tố bỏ rơi vợ con ở quê sau khi nổi tiếng, thời gian qua tình trạng TikToker câu view bằng cách tung những thông tin sai về nghệ sĩ Việt đang tràn lan. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao chuyện nam ca sĩ Đạt Long Vinh ruồng bỏ vợ con. Theo đó nhiều bài đăng ám chỉ nam ca sĩ đối xử tệ bạc, đã có vợ con nhưng lại không chịu công khai để lừa tình các cô gái khác. Theo tìm hiểu của phóng viên, các clip được chia sẻ trên TikTok mang về hàng trăm ngàn lượt view, thậm chí hàng triệu lượt xem với những tranh cãi trái chiều. Để sự việc không bị đẩy đi quá xa, Đạt Long Vinh đã chính thức lên tiếng chia sẻ với phóng viên. Anh nói thời gian qua mất ăn mất ngủ vì liên tục nhận được những thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến tinh thần của anh. Theo Đạt Long Vinh, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ đầu tháng 3, một người ẩn danh đã cố tình lưu những tấm ảnh cá nhân riêng tư của anh và gia đình, sau đó cắt ghép và đăng tải lên TikTok với nội dung không đúng sự thật. Xác nhận với phóng viên, nam ca sĩ thừa nhận việc mình đã có vợ và một con trai, anh hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh để tiện hoạt động nghệ thuật, riêng vợ con anh sống ở Vĩnh Long. Tôi xác nhận mình có vợ con, vợ tôi là người rất tốt, lo lắng quan tâm đến tôi, còn con trai khấu khỉnh đáng yêu, gia đình tôi đang rất hạnh phúc và tôi cố gắng làm việc để lo cho vợ con, anh nói. Khi phóng viên đặt câu hỏi tại sao lại giấu kín chuyện có gia đình, nam ca sĩ cho biết anh không có ý định che giấu, tuy nhiên chưa muốn công khai vì sợ ồn ào ảnh hưởng đến gia đình. Bà xã là người chủ động khuyên tôi giữ kín chuyện có gia đình vì lo nhiều người bàn tán ra vào không hay. Hơn nữa tôi muốn tập trung lo cho sự nghiệp, không muốn khán giả quan tâm quá nhiều về đời tư, anh nói. Vợ nam ca sĩ cũng cho biết cô động viên ông xã khi anh bị đưa tin theo dệt. Hiện cô và con trai ở quê, ông xã luôn sắp xếp thời gian để về thăm và chăm lo cho gia đình. Khi phóng viên đặt câu hỏi về sự việc bị bôi nhọ danh dự diễn ra thời gian nào và ảnh hưởng ra sao, giọng ca Pháo Hồng cho biết các thông tin đưa sai sự thật đã xảy ra cách đây một tháng. Anh bị một số nhãn hàng đặt nghi vấn về đời tư, các bộ show cũng đắn đo khi mời anh tham gia biểu diễn, các dự án nghệ thuật của anh cũng phải ngưng lại vì đối tác sợ scandal sẽ ảnh hưởng đến doanh thu sản phẩm. Tuy nhiên Đạt Long Vinh khẳng định anh sống nhờ khán giả nên sự việc này anh muốn lên tiếng để dẹp bỏ tin đồn sai sự thật chứ không muốn làm mọi chuyện quá căng thẳng. Nam ca sĩ cho biết anh muốn những người tung tin sai về mình sẽ dừng lại và chấm dứt hành vi này. Trao đổi với Nguyễn Quốc Cường, luật sư đại diện của Đạt Long Vinh, vị này cho biết nghệ sĩ có quyền không chia sẻ về đời tư của mình và khán giả phải tôn trọng điều đó. Việc đăng tải sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa xin phép gây ảnh hưởng thiệt hại đến tinh thần vật chất là phạm luật. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng, nếu tình trạng còn tiếp diễn thì chúng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp xử lý, luật sư cho hay.